chi phí giải cứu voi không là vấn đề. Liên quan đến vụ việc hai cá thể voi tại vườn thú Hà Nội sống trong cảnh xiềng xích, mới đây tổ chức động vật châu Á Animal Asia đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất phương án đưa hai cá thể voi này về vườn quốc gia York Don, Đắk Lắk. Tình hình tại khu chuồng nuôi voi tại vườn thú Hà Nội hiện đang đặt ra nhiều lo ngại. Diện tích rất chật hẹp, không đủ để đáp ứng các nhu cầu tự nhiên của voi. Trong khi voi cần có không gian di chuyển tự do để cải thiện cũng như duy trì sức khỏe. Tổ chức Động vật châu Á cho biết, việc đưa hai cá thể voi trở lại môi trường tự nhiên của vườn quốc gia York Don sẽ giúp chúng có cơ hội thực hiện các hành vi tự nhiên cần thiết và giúp cải thiện tình trạng phúc lợi của chúng. Voi sẽ được tạo điều kiện để có trải nghiệm tự nhiên tích cực, từ đó tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần. Trong thực tế, hai cá thể voi tại vườn thú Hà Nội thường bị xích một chỗ trong thời gian dài. Nguồn lực chăm sóc, nuôi dưỡng của vườn thú cũng có hạn, gây ra tình trạng sức khỏe của chúng ngày càng suy yếu. Tổ chức Động vật châu Á tin rằng, việc chuyển về môi trường tự nhiên sẽ giúp đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho hai cá thể voi này. Tổ chức Động vật châu Á đã cam kết sẽ tài trợ toàn bộ chi phí vận chuyển cho việc đưa hai cá thể voi từ vườn thú Hà Nội về vườn quốc gia York Don. Tuy nhiên, đề xuất này cần sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông David New, Giám đốc Phúc lợi Toàn cầu của Tổ chức Động vật châu Á, Animal Asia, đã thể hiện lo ngại về tình trạng hiện tại của hai cá thể voi. Việc sống trong điều kiện xiềng xích kéo dài đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của chúng. Ông New hy vọng rằng việc chuyển về môi trường tự nhiên sẽ giúp cải thiện tình trạng của chúng. Với mong muốn bảo vệ và chăm sóc tốt nhất cho hai cá thể voi, Tổ chức Động vật châu Á kêu gọi sự ủng hộ và chấp thuận từ phía chính quyền thành phố Hà Nội để thực hiện kế hoạch đưa chúng trở lại rừng tự nhiên York Don, nơi có môi trường phù hợp với tập tính và nhu cầu của loài voi quý báu này. Bán hoang dã, nhưng cá thể voi vẫn cần sự tự do. Kể cả khi bị bán hoang dã, và thậm chí được nuôi trong môi trường không được tự nhiên như trong các công viên, những con voi vẫn có quyền được lựa chọn thức ăn mà chúng muốn và được tự do di chuyển. Tuy nhiên, tại vườn thú Hà Nội, thực tế là chúng đang bị xích một cách hạn chế, điều này đã được ông David New lên tiếng bày tỏ. Tổ chức Động vật châu Á đưa ra đề xuất cần kiểm tra lại cách chăm sóc và thậm chí sửa lại hệ thống hàng rào điện để tạo điều kiện cho voi di chuyển tự do trong không gian sống tại vườn thú. Môi trường sống hiện tại của hai cá thể voi trong công viên đang không đảm bảo, vì vậy cần có những biện pháp cải thiện dài hạn. Sự hợp tác cần thiết giữa các cơ quan chức năng. Để đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho các cá thể voi, các cơ quan chức năng như chính quyền thành phố Hà Nội, chính quyền tỉnh Đắk Lắk cùng với Tổ chức Động vật châu Á cần họp bàn với nhau để xem xét khả năng đưa hai cá thể voi này vào mô hình chuyển đổi voi đang được thực hiện tại vườn quốc gia York Don, tỉnh Đắk Lắk. Mô hình này sẽ giúp cho chúng có cơ hội sống trong môi trường tự nhiên rừng rậm hơn. Sự chăm sóc tại vườn quốc gia York Don. Tại York Don, những nhân viên của tổ chức Animal Asia đã sẵn sàng chăm sóc cho hai con voi này. Các nhân viên này có rất nhiều kinh nghiệm chăm sóc voi và luôn được hỗ trợ bởi các chuyên gia trong và ngoài nước, cũng như các bác sĩ thú y để theo dõi sức khỏe và phát triển của chúng. Ông David New, Giám đốc Phúc lợi Toàn cầu của Tổ chức Động vật châu Á, đề xuất việc đưa hai cá thể voi vào môi trường này để đảm bảo chúng được chăm sóc tốt nhất. Thách thức của việc chuyển về môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, việc chuyển hai con voi này về môi trường tự nhiên cũng đối mặt với nhiều thách thức. Ông Lê Sĩ Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Vườn thú Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, chưa có cuộc đối thoại nào giữa đơn vị của ông và Tổ chức Động vật châu Á cũng như Vườn quốc gia York Don. Về tuổi tác và khả năng tái hòa nhập, ông Dũng nêu rõ rằng hai con voi này đã có tuổi đời từ 60 đến 70 và đã được nuôi trong Vườn thú Hà Nội hơn 10 năm. Tuy nhiên, theo ông, việc để chúng tự mình sống trong tự nhiên có thể đặt ra nhiều vấn đề về việc kiếm ăn, tự vệ và sức khỏe của chúng. Tổ chức Động vật châu Á đã đưa ra đề xuất có tính khả thi, nhưng việc chuyển hai cá thể voi này vẫn cần sự thảo luận và thỏa thuận từ các bên liên quan.